Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.US. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, Sư Ngôn Viên Minh Đăng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Bắt đầu cho bản tin tổng hợp sáng nay, chúng tôi xin kính mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong phần điểm tin. Thủ tướng Anh Sunak thất vọng vì luật chống hút thuốc đã bị bãi bỏ. Cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bị dẫn độ từ Úc. Y tá người Anh Lucy Labby thua kiện về tội giết trẻ sơ sinh. Liên Hiệp Quốc cảnh báo bạo lực gia tăng ở Rakhine, Miến Điện. Hậu quả vụ lở đất tại ngôi làng xa xôi của Papua New Guinea. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết mở đầu tin tức từ thế giới với phần tường trình của Xuân Ngô Viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Thủ tướng nước Anh tỏ ra thất vọng vì luật chống hút thuốc đã bị bãi bỏ. Thủ tướng Rishi Sunak nói với phóng viên vào thứ Sáu ông thất vọng vì kế hoạch cấm hút thuốc đối với thế hệ trẻ không thành luật, sau khi ông kêu gọi cuộc bầu cử nhanh chóng khiến không có thời gian thông qua một trong những chính sách hàng đầu của mình. Ông muốn áp dụng một số quy định chống lại hút thuốc nghiêm ngặt nhất thế giới bằng cách cấm bất cứ ai 15 tuổi trở xuống đi mua thuốc lá. Nhưng dự luật thực hiện điều này đã bị loại khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội, dẫn tới suy đoán nó sẽ bị gác lại. Ông kêu gọi cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7 vào ngày thứ Tư cho chính phủ vài ngày để hoàn thành công việc lập pháp còn tồn đọng trong giai đoạn được gọi là rửa sạch. Trong bài phát biểu kêu gọi bầu cử, ông Sunak đã khoe chính phủ của ông bảo đảm thế hệ tiếp theo không khói thuốc. Nhưng tuyên bố này được xem là phần quan trọng trong di sản dự định sẽ bị suy yếu nếu như luật chống hút thuốc không thành luật, ngay cả khi chính phủ tiếp theo giới thiệu lại luật đi nữa. Dự luật đã vượt qua rào cản Quốc hội lần đầu tiên vào tháng Tư, mặc dù hàng chục nhà lập pháp trong đảng bảo thủ của ông đã bỏ phiếu chống lại. Cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bị dẫn độ từ Úc. Một thẩm phán Sydney ra phán quyết vào ngày thứ Sáu, cựu phi công thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Daniel Jorgen có thể bị dẫn độ từ Úc để đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ về việc huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc hạ cánh trên hàng không mẫu hạm. Jorgen, 55 tuổi, một công dân Úc nhập tịch, đang phải đối mặt với các cáo buộc của Hoa Kỳ, bao gồm rửa tiền và vi phạm luật kiểm soát vũ khí bằng cách huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc hạ cánh trên hàng không mẫu hạm. Ông đã phủ nhận cáo buộc này. Ông có 15 ngày để yêu cầu xem xét các phán quyết của thẩm phán. Quyết định dẫn độ cuối cùng sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Úc đưa ra. Bên ngoài tòa án, bà Efren là vợ của ông cho biết gia đình sẽ kháng cáo lên Bộ trưởng Tư pháp Mark Breakfast để từ chối dẫn độ. Ông Dugan bị cảnh sát liên bang của Úc bắt giữ tại một thị trấn nông thôn ở bang New South Wales vào tháng 10 năm 2022, sau khi trở về từ Trung Quốc, nơi ông đã sống từ năm 2014. Ông Dugan có vợ và 6 đứa con, cũng là người Úc, đã bị giam trong một tòa nhà tù an ninh tối đa kể từ khi bị bắt giữ. Y tá người Anh Lucy Labby thua kiện tội giết trẻ sơ sinh. Y tá người Anh Lucy Labby đã thất bại trong nỗ lực lật lại bản án về tội sát hại 7 trẻ sơ sinh cố gắng giết 6 trẻ khác. Labby, 34 tuổi, bị kết tội vào năm ngoái vì giết chết 5 bé trai và 2 bé gái tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nữ Ba Tước Chester ở miền Bắc nước Anh. Ở phiên điều trần vào tháng 4, Labby đưa ra 4 căn cứ kháng cáo liên quan tới đề trình mà thẩm phán xét xử từ chối sai đơn và cô đã đưa ra trong phiên tòa. Trong phiên điều trần ngắn vào thứ Sáu, tòa kháng cáo cho biết kháng cáo của cô thất bại, không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì lý do pháp lý. Labby đối mặt với những phiên tái thẩm về một tội cố ý giết người ở tòa án Manchester Crown vào tháng tới. Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh báo bạo lực gia tăng ở vùng Rakhine của Miến Điện. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Sáu đã cảnh báo nguy cơ bạo lực gia tăng nghiêm trọng ở bang Rakhine của Miến Điện, nơi mà bang này nhận được những báo cáo đáng sợ và đáng lo ngại về việc sát hại người Rohingya và đốt tài sản của họ. Vào hồi tuần trước, một nhóm dân tộc vũ trang hùng mạnh ở Miến Điện, được gọi là quân đội Arakan, cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát một thị trấn ở bang Rakhine phía Tây sau nhiều tuần giao tranh. Họ đã bác bỏ các cáo buộc rằng
Họ đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của người Rohingya thiểu số theo đạo hồi trong các cuộc tấn công. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR cho biết hàng chục ngàn dân thường đã phải di dời do giao tranh ở các thị trấn Butidian và Maodor, với ước tính hơn 45.000 người Rohingya chạy trốn gần biên giới với Bangladesh để tìm kiếm sự bảo vệ. Người Rohingya đã phải đối mặt với sự đàn áp ở Miến Điện với đa số người theo đạo Phật trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi thoát khỏi các cuộc đàn áp do quân đội lãnh đạo vào năm 2017, gần 1 triệu người trong số họ sống chen chúc trong các trại tị nạn ở quận biên giới Cox Bazar của Bangladesh. Hậu quả vụ lở đất của ngôi làng xa xôi Papua New Guinea. Andrew Ruin, lãnh đạo cộng đồng tại MOB, Louis Kataka cho biết hàng trăm người có thể thiệt mạng sau vụ lở đất lớn đã san phẳng hàng chục căn nhà, chôn sống nhiều gia đình tại ngôi làng hẻo lánh phía bắc của Papua New Guinea vào ngày thứ Sáu. Mọi người đang mang theo đồ đạc của mình trong túi, đội trên đầu khi bước qua đá và mảnh vụn. Và kính thưa quý vị, hình ảnh ông Rutin cho biết vụ lở đất xảy ra tại ngôi làng Khao Kalam ở tỉnh Anga, cách thủ đô Port Moresby 600 km về phía bắc vào 3 giờ sáng. Thủ tướng là James Marape cho biết trong một tuyên bố ông vẫn chưa được thông báo đầy đủ, nhưng chính quyền vẫn đang ứng phó với thảm họa. Và kính thưa quý vị, đến đây những vui như thường lệ, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Quay trở lại cập nhật tầng 2 với những tin tức về hội chợ công nghiệp văn hóa quốc tế khai mạc tại thủ đô phía nam của Trung Quốc. Hay du khách người Đức, cô hầu bạn Tây Ban Nha và người đàn ông Senegal đã thiệt mạng ở tại Malaga với những chi tiết cập nhật. Biến đổi khí hậu đã thúc đẩy hoa hồng ở Bulgaria nở hoa sớm hơn. Tin tức cập nhật liên quan đến tình hình tại Việt Nam và những bản tin khác mới nhất. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đón xem trong phần 2 cùng với đài trình IBC TV.